Cảm ơn vũ đoàn Junit. Chúng ta vừa nghe xong một sáng tác của thầy Lương Duy, đó là danh ca Ngọc Sơn, sáng tác một ca khúc với tựa đề là Đêm Yêu Đương Vui Lên Đi. Hôm nay thì Lương Duy nghĩ rằng tất cả quê hương Bình Đà đã vui. Vui chưa hả quý vị ơi? Vui nhiều chưa hả? Nếu chưa thì tay đâu để làm gì á? Nổ hơn pháo Bình Đà nào. Tuyệt vời. Dạ. Em muốn anh Tiến là một người anh yêu quý, yêu thương. Và bó hoa này xin được dành tặng cho em Thái Hoàng, là người quê hương của Bình Đà chúng ta, và là người kết duyên để Lương Du Huy được trở về quê hương ngày hôm nay. Cảm ơn em Thái Hoàng, cảm ơn anh Tiến, cảm ơn anh Ngọc Dũng thật là nhiều. Cảm ơn các mạnh thường quân và ban tổ chức. Ngay sau đây sẽ là ca khúc. Hôm nay Lương Huy được biết là đây là quê hương của quốc tổ